standard, a different standard that is already in the market and people are working with. About 20 new standards are to come, including all these new technologies with more than 4 color process printing. So here you have a lot of information. I go now with you to the end of the list, and there you see ISO 9000, ISO 9001. In ISO 9001, you have in the full version in Vietnamese English, you have ISO 9001 2015 PDCA. It's unfortunately only in English, but where this is very clearly explained. Then you have this 9004 from 2018, also in Vietnamese. And this is called a guidance, and this is a list, a questionnaire. If somebody want to know what is his stage in the business, what is his stage of his company, simple answer these questions, and then you know where you are. And when you are not always get a number 3 in your own valuation, then you should work hard on getting it. So for making it a little bit rounder, we have this ISO 21500. This is project management. And even it's only a printing order, also this is already a project. And sometimes even not such a small project. And it is important having an idea how to organize this. This gives you an idea how to do that. And the very last is a piece of law of Vietnam. And that is the law on measurement with all the duties. But somebody that is measuring something that is in business life or against customer, what he has to follow and not just doing something and then thinking that is okay. No, this is a law, this has to be obeyed. And this is also very clearly, for example, saying that you must measure, that you must take care for your measurement instruments, and that you must calibrate them, and that you must adjust them. So, very short. We are already coming to the scope. What is quality all about? It's all about some rules. And ISO 9000 is defining it on a very abstract way. Degrees to which a set of inherent characteristics of an object fulfills requirement. Honestly, this is so abstract that nobody will understand. More easy, anything that you can see or feel or think can be an object. And for all this, it's possible to define criteria, rules, what is good and what is bad. What is a good quality? What is a bad quality? And if you have this definition, then you also can measure it. So-called key performance indicators, KPIs. This we have for how fast is the printing press, how good you are in color, so how low is delta E, how low are your production costs. All this can be
a key performance indicator can belong inside these independent set of rules. Even your commitment as a printer, we can measure. We can measure a physical product in the size. We can measure the quality of services, even you cannot touch it. But we can measure, not direct, indirect. We can ask the customer how satisfied you are with the service of this printing company, how satisfied you are with the service of this plate production company. So, for everything and everybody, we can define a level of quality. And honestly, that might be different from country to country, but in a world where we are working globally together, where our supply chains are from Vietnam via Germany to the US, you produce a package over here in Germany, they produce some products, packing it inside, shipping it to the US, we must follow all the rules. We have rules for food safety, so for direct food contact, for indirect food contact, nearly all printing inks are not allowed for direct food contact. Some inks are existing, but you at least have to know that there are regulations and that you cannot produce a package with direct food contact for any kind of food what you sell to a customer. Impossible. If you know the standards that are affecting you, then you are able for being part of a supply chain. The positive outcome of international standards are you are compatible with the world. You know how to describe your processes in your company on your personal workplace, and you also know the tools that others can understand. And somehow your customers might be able to help you with a quality problem because they can say, maybe you do it this way. Other suppliers are doing it this way that functions better. Facilitating interconnectivity and process integration. That means also ordering systems are nowadays automated. You must not speak too much. In Germany, we have the big supermarket chain. They are no more speaking with any print supplier. They have one system. You measure, you submit, and the system is saying accepted or not accepted. Nobody is speaking about that. It's a total automated process. It's also a partnership of Techcon, but the point is nobody speaks with you, you measure your print production, they accept it automated or not. If you three times out of delta E, then sorry, you are out of the supplier list. So these kind of standards and agreements allowing it easy to communicate from Vietnam to the US, to Germany, to other places. And your product quality will go up and becoming better if you keep it. Also the kind of distribution will be more efficient because with the same machine settings, you can produce more products. While a lot of standard print shops are closing down,
also in Germany, or especially in Germany, internet, so-called internet printers are growing. They are growing with machines that have 1.62 meters, 1.63 meters in printing width, because they are putting a lot of small orders on one sheet together. So that means repress must adjust the data in a way that you can print homogeneously over the full sheet so that it fits for all these different orders. This is lowering your cost. And in the end, knowing more about the materials you use, you also will have a safer environment. And in the end, having shorter time for being in color is reducing waste. And paper is expensive and ink is expensive. So now we come more in deep to standards. Các em có hiểu gì mà? Phần trên thì ông Ron sẽ đã nói về những cái quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng để nó giảm giá thành, giảm những cái hao phí để cho mình tiếp tục cái nhà nó tiếp tục được phát triển. Thì ông Ron nói sơ về những cái ISO, những cái tổng quan về ISO thì tất cả nó đã có nằm trong ở trong tài liệu hết. Cái này tụi em sẽ đọc thêm, phần nào không hiểu thì sẽ hỏi lại. Chứ cái này mà nói vô sâu quá thì nó hơi rối. Hôm nay chỉ tập trung vô phần chế bản và phần in thôi. Còn ISO 9000 này nó thuộc phạm trù cao hơn. Và tụi em có thể đánh những cái câu hỏi vô trong phần text box để anh trả lời luôn. Được không ạ? Alo? Nhật ơi? Dạ, ok anh. Anh nghe kịp không? Dạ, kịp ạ. Các bạn thì sao? Có cần nó phải nó chậm hơn chút không? Tiếp tục ha, nếu mà các bạn không hiểu thì cứ hỏi anh sẽ trả lời sao. Mr. Shuttu. So yeah. Then we come to ISO standards. ISO standards for the graphic arts. Graphic arts means always Technical Committee 130. So, if you see and read this short statement, I followed ISO 12.647.2 2013 with ISO 28.46.1 2017, not the 2006 version, to print an ISO 32002 based file about ISO 28.64 and viewed the result using ISO 36.64.2009, ISO 11.084 and 12.643 ensured that nobody lost an arm. Yeah, this is a number of different standards that we should keep. 12.647.2, everybody knows, our offset printing.
2846 is the inks. 32,000 is PDF and data exchange. And 3664 is viewing light. And 12643 work safety in graphic arts. And our measurement according to ISO 13655 endured proofs. So that means that this rules how to measure. And 12647 is for the proofs. So for everything, we have guidelines. Following the principles of ISO PAS, what is PAS? Publicly available standards. So with this, you may retarget certain jobs you have to do. And in the end, we have some logos had to meet specifications supplied to me with ISO 17972. So I used ISO 26654. ISO 26654 is a very important one. It's spot color measurement. And very often misunderstood. It is still densitometry. It is still not color measurement. It is still density measurement. But this is no more Murray-Davis density. This is a new set of mathematical formulas how to calculate density. Spot color is always a very nice term. Everybody thinks that is only seldom a color, but in fact, only process color, only CMYK, only these four different. All other colors, and this is a lot, you cannot measure with Murray-Davis formulas. The results are ridiculous. It's impossible measuring density of any other color than CMYK with this set of mathematical rules and formulas. These ISO 26654, 2017, so brand new, only some years in the market. This is able for measuring densities of all colors, not only spot colors, also of process colors. And will have very comparable results. This is allowing for having similar printing results between different printing processes. So I can compare offset and flexo with the help of this. And I have first time a measure. Okay. Color LAB values you also could measure before. But for production, this is very helpful because it's only the one value, not three like an LAB, and you can compare. So this everybody knows, International Organization for Standardization. Yeah, then you must. Xin chào các em ha. Hồi nãy ông Ron có nói về ISO 20654 thì cái ISO đó sử dụng một cái công thức mới để mình đo cái màu spot color density cho màu spot color. Còn cái công thức cũ của ông Murray-Davis thì chỉ đo được density cho màu CMY gọi là màu process.
Sau này những cái màu pha thì mình sử dụng cái công thức Murray-Levitt ra thì mình sẽ đo cái điểm dot gain TVI thì nó không chính xác nữa. Bởi vậy mình sẽ áp dụng cái công thức của ISO 20654 mới để cho màu spot color. Cái này có phần tài liệu ở trong đường link thì tụi em có thể download về đọc thêm. Còn câu hỏi của bạn Nam thì anh sẽ giải thích sau, tại câu hỏi này nó hơi tổng quát. Okay. So some organizations, only some, it's in fact it is much more, but some of the organizations you might have heard about or not. From North America, the NPES, so nowadays they rename themselves for Print Technologies Organization. They have always interesting technologies for the North American market. The Gent Work Group, FOGRA, this is all Europe. The Gent Work Group, maybe you have never heard. This is founded at the University of Ghent long time ago. And they speak and find things for PDF. Also, ISO is doing this with the standards, but a Gent work group is always faster. If there are problems arising in how to interpret data in PDF, they mainly have already a solution, while ISO takes much, much longer because it is a global process where a lot of countries are speaking. So ISO is more general and the Gent rules are faster, so more modern, so to say. The FOGRA is the developer of the ISO 12647 for offset printing and also other printing, also in digital printing. FOGRA is one of the oldest organizations for developing standards for the graphics arts. And FOGRA is a German organization. It's a private organization, but independent. So not belonging to any company. Government is financing it partly. Other part is coming from printing companies and members. Everything FOGRA is doing is not to earning money from something or somebody, and therefore it has the highest reputation in the world. Idea Alliance is an American company, named themselves also as an organization, but they have a very clear approach. They want to earn money. They want to earn money with their certifications and their trainings. That is their main purpose. These gray balance G7, this we also have from FOGRA with the ECI, a gray control strip, that is all the same. There is not much big difference. Only Idea Alliance is the number one in marketing something, and you can get some certificates, you can certify your company and everything for these gray balance standards. FOGRA more for the classical approach with the print curves. And FDA, they are the ones for flex. So very often misunderstood, what is the specification, what is the standard. These ellipse X show already much more specifications in the world than standards. But the standards
are globally valid, while specification not globally valid, not everywhere valid, and maybe only valid for one certain purpose. If you want to understand the ISO numbering, then this will help you. This in front is just a number, everybody knows. That this is just the part, also not so difficult. And the year, also known. What widely unknown is this downstairs. This means not distributed or whatever, that means just it's a draft, so not yet valid, so that is only published for getting some commands. Pass means everybody can have this specification. TR, a technical report, so this pass, highly important, and this TS, something that is not yet standard. So for us in offset printing, because number two is for offset printing, what we have a lot of targets, and then we have inks, papers, and these TVI curves or tone value curves, dot gain curves. A lot of people still always speak about dot gain, but there's a good reason why we speak now about tone value and no more about dot gain. Dot gain is really the physical gain of a single dot when it is smashed from the blanket to the paper. The tone value is what we really measure in the end, and this can also be higher or lower by other things, not only if the dot is bigger, also when there is less water in the ink, the dot gain is also higher. Also, if you change a fountain solution, the dot gain may change. So you change nothing on the printing machine, only the fountain solution, and the dot gain is changing. So this is the so-called colorant descriptions for certain kind of inks. And there you have the LAB values. So can you now measure the LAB values? No, you need to know the measurement condition. In this case, M1. If you measure with M0 or M2 or M3, it's different. How much different? Yeah, that is different. Different from your paper, different from your printing machine, different from your fountain solution. But it makes sense for offset printer having an eye on M3, because if you measure on wet ink, M3 offers less reflection, more stable result. But because the ink is still wet, also the LAB value is a little bit different. How much it is the difference between dry and wet? This you must measure and test. So, our paper substrates
very difficult word. Better you say just printing media. That is also good. We have now 8 different sets. With periodic screen and non-periodic screen. What is non-periodic screen? Non-periodic screen is also what we call FM or frequency modulated. And periodic, that is also what we call amplitude modulated or AM screen. And here we see standard is only screens mainly from 60 to 80. So only a screening around 70 is tested for all the different combinations. It's nobody says it's not possible printing with other screening, but the results in LAB and tone values and a tone value curve might be not what you expect. Therefore, it is recommended keeping these frequency for your printing plate. So these wonderful curves, only A, B, C, D, E, no more. In the past, we have had more. And also the version of 2013 is becoming more easy. This is now valid for CMYK and not like before only CMY and K has a different one. Trong vừa rồi ông Ron đã nói về các chiều cường đo M0, M1, M2, M3. Thì cái này ở trong tài liệu cũng nói rồi. Thì thường của mình là sẽ đo M1 với giấy có OBA, M0 là đo với những cái giấy chuẩn cũ không OBA, và M3 là dùng để đo cho mực ướt. Cái thứ hai nữa là chất liệu in hiện giờ của mình là có 8 loại. Cham thì mình có cham AM và cham FM. Rồi frequency là nói về chế độ phân giải cham của mình. Thì cái đó là mình đang nói về về cm. Còn ở Việt Nam của mình á, những cái nhà in á, thường người ta sẽ nói là cham 150, cham 175, 200. Thì đó là LBI. Còn gì nữa không ta? Còn cái những cái đường cong cho A, cho B, C, D là cái đường cong của TVI hiện giờ là của năm 2013, thì những cái màu, cái những cái đường cơ đó nó sẽ được đo cho màu CMYK luôn. Còn trước đó là 2007 thì nó sẽ tách riêng ra là CMY khác, còn màu đen thì nó theo một cái đường cơ khác. Tí xíu mình sẽ có một cái slide nói về những cái đường cơ cũ và đường cơ mới. So we are lucky we have not so many standards, but it's really important. The other 90 standards we don't speak about. Measurement conditions, I think everybody knows in the meantime, M0, M1, M2, M3. And M0 is zero because it's old and outdated and should no more be used. And M1 is just the one that is normally in use. And the big difference between M0 and M1 is M0 has had no definition of UV light. M1 has a clear definition of UV light. So we have now very clear results that is influenced by a UV light.
why we have not had before, because the paper has, before 2010, the paper has had no UV component. So this is called OBAs, optical brightening agents, have not been used in paper before this. Now, because of environmental reasons for not bleaching the paper with so many harsh chemicals, that's why we are using OBA now in the paper. But this is very hard, very strongly affected by a UV light component, and therefore it must be changed. The M2 is nothing than without any kind of UV light, so clear, no UV. And M3 is the same like M2, only with a polarization filter, which limits the reflection, what is then disturbing the measurement. So for us, M1 or M2, and at the printing machine, on wet ink, or to M3. So the viewing conditions, very often people don't pay attention. But very honestly, what is color? If there is no light, then everything is dark or black. And if you put a bluish light, everything is a little bit green. If you put a red light, everything gets another color. So, viewing conditions, very important. Only light makes the color. And honestly, light makes the color much more than the ink itself. Ink is only something where the light is reflecting on, and this type of reflection is what we see as color. So 12647, everybody knows, of course, number 2 for us in offset printing and printing and proofing process control, described in the number 7. Part 7. 15339 also as an annex to the 2013 describes also more than only printing curves, also gray balance. And I told already about the 26.54 spot color tone value SCTV. Always very funny in Vietnam because we have a CTV, but it is not a TV station. So the measurement conditions. Once more, the M1 is what we need. Viewing conditions, this kind of light, don't think I have not seen in the companies. A lot of companies have this kind of light and then try to look for the color of the printed product. It will not function. 26.54, yeah, a lot of eggs. The Christian roll, the colored Easter eggs. In the printing world, this is all not process color. This we can all not measure with Murray Davis. For this, we need the other way that is implemented nowadays nearly in all instruments. But instruments that is before 2013 don't have it.
don't measure it. So don't buy an old, outdated instrument because you think it's cheap. You will miss these updated standards. Exchange standards, this is exchanging data. How to do, what to do, what to keep. And here you see the PDFX. PDFX is for graphics arts, exchange of data in graphics arts. This makes it more easy for handling what you get. See ISO 17972, that is the exchange of spectral measurement between measurement instruments. So between X-Rite and Tescon, we can exchange all data, books. This we can do with CXF. Mainly CXF X3 is still in use. So the important point is exchange, that it's possible what you measure in the X-Rite instrument for loading it to a Tescon instrument and vice versa. This we will not use for now because this is a little bit too sophisticated for the moment for Vietnam. I think it's not much in use over here. This we should know, ISO 32000. This is related to PDF and the structure of PDF, especially. What's always a problem in the PDF is the transparencies, because we can't print transparencies. We can show at a monitor, but we can't print. And yes, here we have some solutions for that. PDFX, of course, this includes the output intent. What its output intent, I think you will know. If not, Han will explain about a little bit later. Standards that is around graphic arts, we have some here, especially equipment safety, very important. And of course, very important also how to make a register pin system for the plates, that the plates are really fitting over each other in the machine. That's the end of this section. You have a list of the most important standards. If you don't know what is what for, here you find some description where you fast and easy can have a look. Also, this is in the file folder for the students. So, we can come to the next. Lim, you want to say something? Okay. Chào các em, thì những cái gì nãy giờ ông Ron có nói thì có đánh vô textbox á, tụi em coi theo và có gì không hiểu thì hỏi thêm nha. Thì bài này đề cập về những cái chuẩn ISO, những cái phần mà mình sẽ liên quan trong cái ngành graphic art của mình. Thì trong đó là phần PDFX nè, ISO 20654. Thì cái này nó rất là quan trọng và hiện giờ nó chưa được phổ cập nhiều, cho nên trong tương lai thì có thể mình sẽ sử dụng tới. Còn cái ISO 20654 này nó chỉ có nằm trong chức năng của các máy đo mới từ năm 2018 tới hiện giờ, còn những cái máy cũ thì nó không có đo được.
So we will speed a little bit up. Supply chain needs standards because people must work together. And this is everybody must keep, must be aware of and take care for. Supply chain is made out of stakeholders. That means just people that contribute or work inside this. Here, if we are corrugated box manufacturer, we have suppliers of ink, of paper, of printing powder, of printing plate, spray powder. We have on the output side, we have customer and consumers, direct consumers, but for us in mainly only industrial customer. So everybody working inside is part of the supply chain. So we have prepress operators. This is plain from the guidelines from the TC 130. This is what they define. What is your job in prepress? So where do you belong? What do you do? What is your responsibilities? In prepress, especially assuring the integrity of data, providing correct pre-flighted press ready data, as a printer you have a little bit different role and responsibilities, but your responsibilities include that you know how to use and how to measure printing substrates or paper, printing media, that you know how to measure the OBA, that you know what is the OBA level of a paper, can I print with this, that you know what is the rules for printing ink, that you can test the printing and before, not just opening the can and looking for the name. The name doesn't guarantee you any color on paper. This you have to be sure about before you waste paper. And you have to communicate with the prepress operator that he may adjust the printing plates for you. Maybe you must speak with your prepress partner how to adjust the plate curve that your print curve becomes better, that you stay in standard. What can you do at the printing press? Can you manage color at the printing press? No, you only can adjust a little bit the density, a little bit more ink, a little bit less ink, that's all. You have some ink zones, maybe in a big machine 30 or 32, but that's all. You can put a little bit more ink or a little bit less ink. The point where you can really handle and manage the quality of the print is before the printing plate and the PVI curve, the tone value curve on the printing plate. This is the one that makes the color. So, people in supply chain, how they are also named, like prepress guy and printer guy. In Germany, we name them print media technologist, because this is one job to learn. And the most important point of all is that you are aware, careful, avoid mistakes, know and use some self-learning techniques like VOOP,
combine this with the PDCA technique and become better self-paced without a teacher that must control you. You must be interested in your own qualification. After university, you are no longer at school. And then you must do your own. But if you don't interested in this, then you are very fast outdated. Even a normal worker is responsible that he is following the quality rules of a company. Autonomously in setting up machine, production machines. Compliance with quality standard, that means all this what we have had before. Carrying out measuring and testing. Conductivity, yeah, what was conductivity? Huh? pH, temperature, humidity, optical density, color on a black backing, color on a white backing. So how? All this you must think about and know about. Import, transfer, and convert data between products and standards. Making printing plates with the correct plate curves. Plate curves is short for plate transfer curves. But that is the same. Selection of materials and product specific print processing techniques like alcohol free printing. Maintain and manage production equipment, machine check, evenness. Yeah, what is machine check? What is the evenness on the printing machine? Lim, you want to say something? Not yet, okay, later. So, autonomously plan production processes, execute, check, and analyze them. Use a PDCA. PDCA means plan, do, check, act, and again. Plan, do, check, act, and again, and again, and again, and again. Always the same again. Your whole life, become better, improve yourself. Act for improvement in technology and team. Document specific work-related tasks. So that is also called SOP, Standard Operating Procedure or process. And it will be normally one of your jobs at the printing machine, for example, for getting all this data together, and you should figure out if something is wrong. If one blanket type prints worse than the other. So understand project management basics. Yeah, that was this ISO 21500 and this figure 6. That will come soon. So, next step. Lim, no, something to say? Hồi nãy giờ ông Ron đang nói về một những cái điều kiện cần cho một người thợ chế bản, một người thợ in để cho đạt được cái tiêu chuẩn. Giúp cho nhà in sẽ được tham gia vào chuỗi cung ứng. Thì những cái định nghĩa, những cái công việc bắt buộc cho một người thợ như vậy thì đã được giải thích trong trong tài liệu. Và cái cần nhất là người thợ đó phải biết, phải nhận thức cẩn thận và tránh sai sót thì nó mới hoàn thiện được. Và cái này phải trải qua nhiều kinh nghiệm
thì mình mới nắm được cái cách này. Chứ thường là khi mình ra trường mình mới đi làm á, mình chưa có biết được những cái khó khăn, những cái việc làm đó, mà thường mình sẽ có tư tưởng ỷ lại hơi nhiều, mình hay sẽ bị sai sót. Thì cái này ông Ron đang chia sẻ thêm những cái điều kiện bắt buộc để tụi em trang bị thêm. Good. This what you see here is a color wheel, yeah. And what's special on this? Special is it is called the HLC Color Atlas, and it has some. This Color Atlas has some features where you can already predict if a certain color is printable or not. And if not printable on one paper, maybe it's printable on another paper. So this will save you a lot of pain if somebody is asking for a certain color, and then you should print it with processed color, but plain don't work, plain not possible. So this is a little bit bigger document. This I have separated. It is for you inside your file folder, but I must stop this sharing and I must open another document. Is it now on screen or not? Not. Hello. Oh, now it's on screen, yeah? Yes. Okay. Then what you see on the left side, that is some check boxes. I will now uncheck these. And I will go for a different section. Over here, you see a lot of colors that is in the color space. This is color hue 30 degree. That means a little bit up from zero. And this is on the left side, you have L, light, up to 90, and then 5%, 10% steps down to 15. And downstairs, you have chroma. That means in the end, the color pigments. And below this, you have the A and B values. So you have LAB inside over here, but sorted after color. And now what will happen? If I have a look on the right side and I say, oh, I have a sRGB compliant monitor. Oh. That's all what these sRGB compliant monitor can show. Not more. All these nice colors before, he cannot show. He cannot reproduce correctly.
And then we have some papers. We have ISO coded version 2, PSO version 3 on FOGRA 51, FOGRA 52 paper, uncoded. If I use a FOGRA uncoded 52 version 3, this is all the paper, all the color I can print. If you have such a paper, you must not think about all these others, impossible. Only the Epson, that's why he is a proof printer, can print more, but also not all. Here you can see roughly what's possible, what's not possible. If you take a coated paper, FOGRA 51, so that means with OBA, this you can print. Less than the Epson, but already not so bad. If you have a FOGRA 39 paper, only different in some spots, not big. FOGRA 39, by the way, is without OBA, and 51 is with OBA. This you can do for a lot of different colors, and this will help you in critical colors like green. Where you see even so not much possible for judging. Can I do this? Will the customer be happy with this? This is already all for this point. So yeah. So then we go ahead. Workflow. Yet now, yeah. Good. So, workflow. This is a well-known description with these arrows in the middle, starting, ending, activities, input, outputs. Sources of input, sources of output. This is very good, very nice, but sometimes not enough information, especially if you try to manage a machine. It's a process chain element, and therefore for describing logistic supply chain or value chain, it's very nice. But when you have more materials, it should be more in detail. Materials become part of the output. That is the definition for material, while consumables are not part of the product in the end. And for us at the printing machine, we have the product as the output, we have waste as the output, and we have lessons learned. Something going wrong, and then we, in the end, we know why. So this is knowledge. These three things we have, mainly. So,
This is what I am prefer, and it's also widely used in all industries. It is a so-called turtle workflow or turtle process diagram. It is the same than before. On left, you have the input. On right, you have the output. In the middle, you have the process. So the activity is the work, the printing. And then you have the four legs. The four legs are the important things. So how do I do? So with what kind of tools? What machine I have? What consumables I may use with the machines, with the next leg, with whom? So who will be the printer? Who will be the one in prepress? Here is your place. You will be one of the people for the process that is managing this process. Then we have documents. Documents means nothing else than that is lessons learned, why something was not function, or also why something was especially good function. And we have the SOPs, the standard operating procedure. If something is especially good function, also a reason for writing it and for making a recommendation to the colleagues why that's good. And we always have these key performance indicators. So how can we measure that this, what we have produced, is good, or how we decide it's bad? Most and best well known now for color is delta E. Delta E, so but what is delta E? Delta E has no unit. How that is defined? It's in the end, it's defined against some targets. And the difference to targets, so ISO inks, have on certain paper, under certain light, have a certain color. And this color we measure. And then we look. The definition of this target, what is this LAB value and what we can measure? This is a key performance indicator, the difference. So this is these, again, these PDCA or plan, do, check, act. And this is coming always again and again and again and again, and this will come again until you die. Dying you do only once. So in this you must not become better. And it always starts with planning. After you plan what you do, you do. And then when you have done, then you must look what you have done and must check it and must measure it. And then mainly it's not good enough, or it's good enough, but it can be better. This is an improvement. And how to do this improvement is then going back for planning for next time being better. And this is never ending story. Here we have the same for you in Vietnamese. And in this file folder, what I have shown you before, you will find the ISO standard in English and in Vietnamese. And over there is exactly this insight with a description and some words how to explain. Somebody want to say something? So, the printing order itself is already a small project.
printing order itself is beginning with a new project on the left side, upper left side, where we have a business case. Then we are doing a contract with a customer. And after we have this contract, we must organize how to fulfill it. Who is doing what? Maybe we have done the same before, then we have already a little bit experience, and this is then going to an initiating stage. That means starting. Somebody must say, now we should start. And who should all know about? Now, these stakeholders come back into play. All our supply chain. And if we print a magazine in Vietnam, we are also must speak with the government, because the printing license for this, the permit is needed. So also some government might be included in the stakeholder. The paper delivery is included. Is it available or not? The ink delivery is included. And of course, what machine we can use for, what will be the best one, what experience we have is, what is the capacity. So everybody that is contributing to this project is belonging here. And if this planning basics are done, then you can start the project plan. At what shift? What machine exactly now it is done. If this is finished, you can have a stage where you give it for checking, for controlling, and get an approval back, or other companies just start doing. But if you do, it might be that there is something wrong with the machine and the printer needs your advice, must ask controlling for some small changes. Paper is a little bit too big, is a little bit too small, or whatever. How to do? And this he's getting from controlling. And if he has all his issues, all his little problems solved, then he can, in the end, he can finish the order, he can deliver it for closing. Controlling is checking, finally, if this is according to the order. And out of this, we have lessons learned, what we must report, what can be important for the future for similar projects. So, this might be confusing in the beginning, but it is in the end simple. We have printing technologies, and then we have printing technologies with impact. We have printing technologies without impact, and we have those conventional with a printing form. Our printing plates and offset printing are printing form. Digital printing is without printing form, it's physical. So it's a little bit in the other corner. So for us, we have lithography offset or waterless offset. We have electrophotographic printing, that is with toner and liquid toner, and we have inkjet printing. So this is so mainly these three. Of course, a little bit letterpress, a little bit screen printing, a little bit graver also. But all this in the end comes down when it comes to the printing substrate or printing media or just paper. This we have available as sheet or as web on a big roll.
This will carry our image. It can also be a foil. And then we have the process, the printing process. The original data are delivered. Prepress is handling it, checking it. And the press is printing it. Whose press is making the finished product? And in the end, we have a quality assurance before we deliver it. Then we have all these green points where we have something to check. We have to check the paper, we have to check this, we have to check that. This, we have done some points what all to check. I'm sure there are more. Always drawing list. And back to the turtle, this time more technical, but we have with what we are doing the order, with whom, how to measure the success, how to measure how good we are, and what knowledge we need, what knowledge we can, and our input and our output. And input, how we are understanding it, is data or finished form, print ready ink and paper, that means paper with the right humidity. And we have a raw plate and a clean blanket. The raw plate means not yet with an image. Output, of course, we have from the materials, we have the print sheet, and this is our product. And in the print sheet, we have the paper, we have the ink, that's it. Then we have waste, that is before we have, before we are in color, before we have the okay sheet. And number three would be knowledge. This, we are not forgetting it, we have no space for. In the middle, that is the process flow or process description. All the single steps, what to do. Over here, you can become better in putting some steps in or don't need some step. Or maybe you have problems, but if you choose other materials for or consumables for the machine, example, fountain solution without for alcohol-free printing or alcohol-reduced printing, you can print with a higher temperature, no more 10 degrees, 15 degrees is also okay. Saves money and is lowering the cost. So, it is something process. Why measurement is difficult? Key performance indicators. The solution is standing over there. Measurement is difficult because it involves a lot of skills. It's standing over there from 1 to 10. I don't discuss this with you now. You can read it your own later on, or also now. Important is measurement is management. If you don't measure, don't judge what you are
doing, you can not measure. Then it is also impossible for becoming better, because you don't know on what stage you are. For improving, it's important to know how you are, what is your level, what are the problems, what is not good enough, and then this is what to improve. The quantity is easy to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And I know it is 8 pieces. But quality, you don't count. 3 quality has no meaning. Quality is a measure or an estimation. And this is always compared against a known standard scale. Most simple in school is, I'm better than my neighbor. I'm better than the average in the class. But this means not that that is good. It means only you are better than your neighbors. Maybe all of you are worse than all others. Or better. Measurement is always an estimation and comparison against something we know. And only then we can use it. And plates, what you don't measure, you don't know. If you don't measure your plates, you plain have no idea how good they are, how will be the printing result. And then the printer at the machine should get a certain quality. But he even don't know what is on his form, how good these printing curves are fitting together. That's why we must understand very simple quality. Number one. The best possible quality is the original. The photography is already no more the same. And with each reproduction step, the quality is going down. It's not becoming better. It's becoming worse. That means for having a good result in printing, we must at least good, better, very good, and prepared. Over there, we must put more attention, more quality. If the original resolution of a PDF, yeah, you can increase this, but this is not really increasing the quality of a picture. Maybe you ask the customer if he has this in a better resolution. Pre-flight incorrect. Try to eliminate the errors. And understand that the RIP settings only valid for a certain ink, a certain paper, and a certain machine, and they are not general. They are not for every order, they are not for all papers, they are not for all inks, they are not for all machines. Every machine is a little bit different. The plate transfer curve, TVI, tone value increase. This makes the print curve on the paper. And this makes a color. So the color is made on the plate and not in the machine. So number 7, only correct print curve TVI can get a low delta E 2000 for passing ISO check report.
So it's not difficult for passing ISO check report and having a good quality. It's not difficult. It's only a little bit following the rules. And then it is easy. Knowledge is the main point in prepress, not materials. Nearly all printing plates in the market are good enough. Nearly all CTP setters are good enough. Nearly all RIPs are good enough. The problem is the operator. Number 8, CTP plied linearization does not guarantee a good print curve TBI, because this is not a print curve. This is just linear. 50% is 50%, 70% is 70%, 20% is 20%. But normally that must be adjusted. And linearization is not adjusting it. It's not calibrating the plate for a good print curve. Linearization checks only if RIP, CTP, and developer are okay and good, and they are able to produce correct stuff. But it's not checking if the print curve that is on this plate is correct. Everywhere in Vietnam, they are only putting normally, not everywhere, but mainly one plate wedge. And this is a linear one. The linear one doesn't tell you anything about the print curve. The print curves, they are only measuring after print, and then you have already wasted everything. This is how you lose money. This is how you lose customer. This is how you lose your job. Number 9, only a calibrated plate wedge is adjusted for ink, paper, and machine combination and is able to print to standard. To get the ISO print curve TBI on the print sheet, calibration of the plate is a must, and it's not this difficult. Again, prepress. In prepress, the quality is determined. That means over here it's fixed what will be the outcome. And it is, oh yeah, the number 3 is okay. It's 1, 2, 3. Starting from data reception, 2 creating the print form, and 3 produce forms from digital files prepared for a specific printing machine. So it's not just a general, it is for this machine, this settings, for this machine, that settings. That's why prepress must know for which machine are these plates, so that they can adjust it. Only prepress can also assure that different presses, also different offset presses, can produce nearly same quality for one order if you want to print on more than one press, the same. And with SETV, we can also do this for too widely.
So ESO has three methods for adjustment. Maybe these three methods you know. This is matching tone value curves. That is what we are already speaking about. It's the use of near neutral scales. So IdeaLine, G7, ECI, Graycon. So things like that. And something I think nobody in Vietnam is on this stage. It's a CMYK multi-dimensional transformation. This only certain RIPs can do. And this is so, like, I would always recommend ColorLogic because they are very advanced. They even can tell you what is the difference in production cost. If you produce this order, the customer has said he wants this Delta E, and I have Indigo inkjet press, I have a Konica Minolta toner press, I have an offset press, I have a flexo press, and I can get roughly this Delta E. The rip can rip to the different machines and can already tell you what will be the Delta E. And this makes also different price and different cost. Maybe one day you have a 7-color machine. With 7-color machine, you can print nearly the Pantone range. But of course, running the order on a Pantone machine, 7-color, is much more expensive than on 4-color. And in regards to the quantity, maybe it's better putting it on the Indigo. And these differences must be decided. So ColorLogic RIP can tell you what is the Delta E you can achieve. And if you can tell your customer, okay, we can do for you, this is $5,000. If you do in standard 4C, CMYK, the price is only $3,000. Okay, it's not enough because the paper is a lot. So it's $4,000. Some customers will say, okay, in this case, I don't need exactly my color, so I take a Delta E, not 3, 5 is fine for me. So I go with that. For you, the earnings are even same or better. So again, we will stay on matching tone value curves, means tone value increase, adjusting, calibrating plate transfer curves. And we have to measure this. We have to measure the plate and ensure the plate quality for having the print curve. And we measure the print curve on a sheet. And then we correct the plates for becoming better. So, not on accident over here again, CYK print curves. And the information that the old 2007 is not the same and no more valid. This list, the left side, you have 2013. On the right side, you have 2004, 2007. Downstairs, you see if it's valid for CMYK or only for CMY and how the combinations are with the paper. And then you will see downstairs paper types that some print curves are only for CMY while A has a different one. Paper type 1-2, the old one, has curve A for CMY and curve B for K. While the new curve from 2013, for CMYK, we only have one curve, this curve A. That's it.
So, only for your information, near neutral and multidimensional transforms, we don't speak today. So now, my colleague Tan will introduce how you manage the plate quality with Techcon SpectroPlate. So, Tan, would you please? Xin chào mấy em, anh là Tân. Anh sẽ tiếp nói phần của Mr. Ron về hướng dẫn các em về cái phần mà quản lý chất lượng kẽm bằng máy đo kẽm Bechever Plate. You are not yet on screen. Có nãy giờ các em có cần phải giải lao một chút không? Để mình tiếp phần khác. Hello. Rồi, alo các bạn yêu cầu là tiếp anh Tân. Rồi, anh sẽ giới thiệu với các em là mình sẽ kiểm tra kiểm soát chất lượng của kẽm in bằng máy đo kẽm Techcon Bechulet. Đây có thể bên ngoài cái ảnh màn hình các em có thấy là cái máy đo màu Techcon Bechulet của bên anh cũng có cung cấp thiết bị này. Nó có các thông tin như thấy là có thể đo được phần trăm kiểm tra, độ phân giải cham, góc cham, và có các tính năng là zoom zoom để thấy được hình ảnh. Rồi, trước tiên là những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của kẽm, thì theo những kinh nghiệm thực tế của công ty anh thì đã đưa ra được là về kiến thức thì nó sẽ chiếm 55%, và các vấn đề về máy móc thì sẽ chiếm khoảng 45%, chứ ảnh hưởng đến chất lượng của kẽm in. Trước tiên là cái ảnh hưởng đầu tiên là cái PDF, file PDF, và khi mà để có thể ra một tấm bản kẽm thì chúng ta cần phải đảm bảo được cái chất lượng của cái file dữ liệu. Thì để đảm bảo được cái file dữ liệu thì chúng ta sẽ phải relay và sửa nó để đảm bảo là đủ tiêu chuẩn để mà có thể game be in. Nó sẽ chiếm là 25%. Tiếp theo là đến phần grip và setting. Grip ở đây sẽ có hai dạng là chúng ta sẽ có một cái thang kiểm tra là dạng linear, là để cái mục đích của cái thang linear như Mr. Ron hồi nãy nói là để kiểm tra kẽm chính xác thì chúng ta cần có một cái thang linear và một thang đã chỉnh sửa từng thứ. Thì cái thang linear mục đích của nó chính là để kiểm tra coi cái thiết bị ghi, máy ghi hoặc với lại máy hiện nó có hoạt động tốt không, có được bảo dưỡng tốt hay không, có còn chính xác nữa hay không, thì cái đó sẽ chiếm khoảng 5%. Và cái quan trọng không kém với lại cái thằng mà file dữ liệu PDF chính là thang từng thứ. Để đảm bảo được chất lượng trong in thì chúng ta phải đảm bảo được chất lượng của kẽm, thì do đó cho nên là cái thang từng thứ nó sẽ chiếm là 25%. Và nên nhớ là cái mà để kiểm soát chất lượng kẽm này thì nó sẽ chỉ phù hợp cho từng loại mực xác định, loại giấy xác định và loại máy in xác định. Chúng ta không thể là tùy tiện mà lấy cái cơ của dành cho loại giấy này mà có thể đem qua sử dụng cho loại giấy khác, thì nó sẽ hoàn toàn không có ý nghĩa.
Tiếp theo là các thiết bị ghi, các thiết bị nó sẽ chiếm khoảng 45%. Nếu mà thiết bị xuất CTP, thiết bị ghi kẽm, thiết bị hiện và bảo trì đều được các thiết bị sẽ làm kẽm, nếu tốt thì nó sẽ ra được một kẽm chất lượng. Nhờ việc bảo trì theo định kỳ, nó cũng sẽ góp phần tăng độ chính xác của cái thiết bị của mình. Ngoài ra đó thì còn ngoài kẽm, ngoài thiết bị ghi kẽm thì chúng ta còn có thiết bị hiện và hóa chất cũng sẽ chiếm 20%, và nhiệt độ của phòng chế bản thì cũng chiếm một phần nhỏ, chính là 5%. Tất cả những cái này là những yếu tố nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của kẽm. Vì tại sao, câu hỏi tiếp theo được đặt ra, tại sao chúng ta là phải đo kẽm? Bởi vì nếu mà không kiểm soát được kẽm thì chúng ta sẽ không thể nào biết được là chúng ta sẽ đưa một chất lượng bài kẽm như thế nào lên tới lên máy in. Thực tế là chúng ta cứ có quan niệm là trên máy in là người thợ in chất lượng bài in như thế nào, là cái đó là do người thợ in quản lý, bài in đẹp hay xấu thì đều là do lỗi của thợ in. Nhưng thực tế là không phải, người thợ in chỉ có thể kiểm soát được cái phần mà độ density của mực, họ chỉ có thể là tăng hoặc giảm. Còn về cái chất lượng mà bài in đó có đạt theo yêu cầu của ISO hay không là phụ thuộc vào bên kẽm. Việc đo kẽm thì có 3 lợi ích, chính là sẽ là giảm được lượng hao phí từ mực, từ giấy, thì sẽ giảm thiểu được cái giá trị, giảm thiểu được cái tiền của đầu tư, kiểm soát được cái cơ của 4 màu xem quay cây, và có được một cái kiểm soát trong cái quá trình in của mình. Giống như là nếu mà cái mình đo kiểm soát được cái chất lượng trên kẽm thì mình có thể biết được là khi nào thì nước, cái dung dịch xuất hiện nó sẽ là không còn đủ chất lượng để mà có thể tiếp tục hiện, thì mình nên thay đổi nó. Làm thế nào để có thể đo cái kẽm của mình sau cái công đoạn mà rely PDF để có được một cái file PDF hoàn chỉnh không có lỗi, thì tiếp theo là chúng ta cần phải kiểm sức kẽm và đo được cái kẽm. Vì để làm thế nào để có thể kiểm tra được cái kẽm thì giống như hồi nãy anh đã nói là chúng ta phải cần một thang control wet. Chúng ta sẽ không thể nào kiểm tra nếu mà không có một cái thang để mà đo. Giống như trên tờ in, muốn đo được màu thì chúng ta phải có được color bar để mà kiểm tra. Thì tương tự trong kẽm cũng vậy, muốn đo được kẽm, kiểm soát được kẽm thì chúng ta phải có thang đo trên kẽm. Cái giải pháp tốt nhất để mà có thể kiểm tra được chất lượng của kẽm chính là cần có hai thang. Một thang là thang linear và một thang đã được hiệu chuẩn TBI đặt cùng trên một bảng kẽm. Cái thang linear chủ yếu là để kiểm tra xem là các thiết bị ghi, thiết bị hiện nó có hoạt động ổn hay không, có còn chính xác hay không. Còn cái thang TBI là để giúp chúng ta có thể kiểm soát được cái mà chất lượng của bảng kẽm mình mong muốn. Ví dụ trong grip của Heimbert, nó có thể cho phép chúng ta có thể xuất một lúc là hai thang đo, một thang chưa hiệu chuẩn và một thang đã hiệu chuẩn. Thang chưa hiệu chuẩn chính là thang linear, là khi mà chúng ta xuất file xuất ở ô 50%, thì khi mà chúng ta đo trên thiết bị đo thì kết quả cũng sẽ ra là 50%. Còn thang hiệu chuẩn thì tùy theo vào cái tầng thứ của khi mà in, do đó chúng ta sẽ tính toán bù trừ, cho nên là khi mà thang ô 50% nó có thể thấp hơn hoặc là nhiều hơn trên bản kẽm. Tiếp theo là ngoài cái thang đo thì chúng ta cần phải có thiết bị đo. Thiết bị đo kẽm hiện nay thì có một số chức năng chính là đo phần trăm cham,
đo hình ảnh, đo cái hình dạng cham, góc cham, đo từng thứ, đo từng thứ trên kẽm và đo cái thước để đo khoảng cách micromet. Máy Tektron Metroplex thì có 3 phiên bản chính. Phiên bản đầu tiên là phiên bản Star với chức năng chính là để đo phần trăm và góc cham. Ở phiên bản Expert thì nó có thêm chức năng cũng giống như phiên bản Star, nó có thêm chức năng là đo đường cơ của kẽm, đo hình dạng cham và đo khoảng cách. Ở phiên bản On Vision là sẽ có được chức năng của hai phiên bản trên, thêm vào đó là chức năng để có thể đo được ở kẽm không hiện. Low contrast led là kẽm không hiện. Rồi, đây là một đây là tính năng của đo phần trăm cham. Ở đây là anh có chú thích vào một số và màn hình hiển thị trên đó. Có thể thấy là 80 ở phần 80.9% chính là đo cái phần trăm của cham. Ở phía bên dưới chính là đo độ phân giải. Tiếp nữa là sẽ là đo góc cham. Ở phía bên tay phải thì cái đầu tiên chính là đo khoảng cách. Đo cái khoảng cách của bằng đơn vị là micrometer. Tiếp theo là công cụ phóng to hoặc thu nhỏ. Tiếp sẽ là công cụ tính trung bình cộng. Và ở dưới cùng là setting dạng cham AM hoặc là FM. Rồi tiếp theo, với ngoài cái tính năng đo phần trăm cham thì chúng ta sẽ cái tính năng cần thiết nhất để mà kiểm tra từng thứ của kẽm chính là đo từng thứ dot chamfer. Đầu tiên là chúng ta phải xác định được cái giá trị reference mà chúng ta thiết lập trên kẽm. Ở đây là thiết lập các giá trị là từ 5, 10, 15, 20 cho đến 95. Cái đó là do tùy vào cũng mỗi người chế bản họ cặp thang từng thứ như thế nào thì họ sẽ thiết lập như thế đó. Và dung sai để mà đo trên kẽm chính là cộng trừ 1%, là tổng cộng là 2, là coi như là dung sai sẽ là cho phép trong khoảng là 2%. Đây là chính năng màn hình chính của cái chức năng dot chamfer. Khi mà đo trên kẽm ở màn hình chính nó sẽ hiện ra được là hình ảnh của kẽm giống như một cái thiết bị đo Metroplex, nó sẽ giống như mà một cái kính soi cham điện tử, nó có thể cho chúng ta thấy được cái bề mặt của cái kẽm như thế nào. Và ngoài ra nó sẽ cũng sẽ còn hiển thị được là cái cơ của cái đồ thị của cái kẽm của mình. Ở đây là các giá trị đo đều nằm trong dung sai cho nên là nó sẽ báo xanh và sẽ vẽ một cái cơ của mình gần như là thẳng. Ngoài ra thiết bị Tektron Metroplex nó còn có thể kết nối được với lại phần mềm đi kèm chính là PetroConnect. Ở trên PetroConnect thì chúng ta cũng có thể là đo cái chamfer của kẽm. Ở đây là cũng tương tự là mình sẽ thiết lập cái giá trị reference. Tiếp theo là sẽ thiết lập dung sai giống như trên kẽm, giống như trên thiết bị đo. Sau đó tiến hành đo thì ở trên này nó cũng sẽ thể hiện dot gain, sẽ thể hiện rõ hơn. Dot gain đây là kẽm của màu cyan. Nó sẽ cho mình thấy được là cái đường đi cái đồ thị của cái
kẽm mình như thế nào. Và những giá trị nào mà vượt quá ngoài khỏi mà dung sai thì nó sẽ báo đỏ, cảnh báo chúng ta biết là giá trị đó đang nằm ngoài dung sai. Rồi đến phần mà kiểm soát chất lượng in bằng kẽm, thì đầu tiên chúng ta cần phải đo và xác định được cái giá trị mà lần đầu tiên khi chúng ta in. Như ở đây thì giá trị tham khảo chính là từ 5 đến 95%, và khi mà đo được các trên 4 loại kẽm thì các giá trị tương ứng sẽ ra như vậy. Chúng ta phải lưu lại và để có dữ liệu để mà điều chỉnh khi mà đã có được tờ in, giá trị đo trên tờ in. Thì khi đã thiết lập ra kẽm và gắn lên máy in, và khi in ra được thì khi đo từng thứ, đây là công ty anh đang đo trên giấy QC, cho nên là sẽ dùng cái áp dụng theo ISO thì sẽ dùng cơ A. Chúng ta có thể thấy là màu magenta là xanh là đạt trong khoảng trong dung sai, còn thấy rõ nhất là cái màu đen thì cái cơ của nó là vượt quá dung sai và đang tăng quá nhiều, cho nên là ở trong cái bảng chúng ta sẽ tính toán bù trừ lại để giảm cái lượng đó, cái phần trăm trăm trên mà trên kẽm màu đen. Phía bên tay trái là kẽm đã giá trị kẽm đo cũ, và sau khi tính toán bù trừ thì sẽ ra giá trị mới là bên tay trái. Ở màu đen chúng ta thấy là ở ô 5% thì đã giảm xuống còn 2,6%, 10% thì là ô màu đen đang là 9,5%, giảm xuống 4,3%, giảm rất nhiều. Tại vì lúc đo trên tờ in thì nó đã tăng quá nhiều, cho nên là bây giờ chúng ta phải giảm nó. Và sau khi giảm thì và tạo kẽm mới và bắt đầu in thì chúng ta sẽ có được một cái kết quả mới là cả bốn màu đều trong đạt theo cái ISO của cơ A. Cho nên là có thể coi là quá trình thành công. Và nếu do hình dạng của các ví dụ như cyan hay là magenta nó không được đẹp thì có thể tính toán và bù trừ thêm để có thể có được đường cơ đẹp nhất. Rồi phần anh đã giải thích cho các em và chúng ta sẽ quay lại với Mr. Ron. Then you must go out. Yeah. I must share my screen. So this was still depressed. Now 5.3 is the printing stage. And again, we have the turtle diagram. And we see machine standard densities in the lower right corner may differ by ink and paper. Yeah, what's to do? This, my colleague Lim planned to tell you. And let me only say this, crude lines, what you see over here, are supposed to be horizontal, exactly straight horizontal. They're not supposed to be exactly at the same place, no, but all of them should be plain horizontal. This is measurement from a print sheet. These are the densities, different densities by Inksun. So,
Then I stop share. You are prepared? Good. Xin chào các bạn. Bây giờ anh sẽ tới phần của anh là nói về kiểm soát chất lượng in và alo. Ok. Các bạn có nhìn thấy cái slide của anh chia sẻ chưa? Dạ thấy rõ liền. Dạ thấy. Thì cái này là những cái mình chạy những cái sản phẩm bên Vinatum đang cung cấp ha. Cái này là phần quảng cáo nó sao. Okay. Rồi anh qua phần chính đây. Thì anh sẽ nói về cách đo density, optical density. Thì trên cái máy đo Bechdel của mình, trên khoa mình cũng có cái máy đó. Mình sẽ đo về density, có nghĩa là độ dày của lớp mực cho in offset. Thì mình sẽ có rất là nhiều thang màu để mình lựa chọn mình đo. Thì ở đây anh giới thiệu những cái thang màu thông dụng ha. Nhất là thang màu của ISO. Thang màu. Thang màu về ISO thì nó sẽ có những cái màu solid cho bốn màu silver chay, những cái màu 80-40% để mình đo cái TVI, cái những cái màu chồng red, green, blue thì để mình đo cái độ dính mực giữa cái màu này với màu kia. Và cuối cùng là cái màu này rất là quan trọng là màu CMY, là cái màu khi mình in đúng nó chồng ra nó sẽ màu đen. Còn nếu mà mình làm sai một trong ba màu thì nó sẽ bị ngã màu này, ngã màu kia, là cái bài của mình sẽ không cân bằng xám được. Tiếp đến là cái thanh ray guide, có nghĩa là thanh cân bằng xám. Thì cái này nó đi theo của hãng Idealand, theo chuẩn G7. Thì nó sẽ có những cái tông màu xám, cân bằng xám ô số 3, ô số 5, ô số 7. Thì những cái màu này nó sẽ gần với cái màu kế bên của nó, màu đó, màu ô số 2, số 4, số 6 á, là màu đen không á. Thì in sao mà cho hai cái ô này nó nhìn giống nhau thì đó là lúc đó mình đạt cơ bằng xám. Còn nếu mà nó ngã qua ngã lại là bài mình chưa đạt. Và cái thanh cuối cùng là cái thanh TVI 10, là nó sẽ vẽ cái đường cơ TVI từ 0 cho tới 100, cái bước nhảy của nó là 10, ví dụ 10, 20, 30, 40, 50 vậy đó. Thì để mình vẽ cái đường cong cho nó chuẩn hơn và mình điều chỉnh trên cái bảng hợp lý hơn, để khi mà mình in ra là nó đều đạt chuẩn về ISO hoặc là chuẩn G7. Cái này nó rất quan trọng trong chế bản. Thợ in không thể nào chỉnh được khi mà chế bản làm không đúng. Thì cái máy in của mình, như tụi em biết, máy in của mình rất là to. Thì những cái máy cũ thì nó sẽ không có ổn định, nhiều khi là nó bị nghiêng trong cơ khí, hoặc là cái chanh áp lực không đúng. Thì cái mình sẽ in một cái bài in 10% đi cho bốn màu, và mình sẽ nhìn thấy mấy cái màu nó có đều với nhau không. Nếu mà nó đều thì nó giống như cái hình màu xám ở phía dưới. Còn nếu mà không đều là nó bị sọc chỗ này, sọc chỗ kia, sọc dọc á, là do về mực, sọc ngang là do sự cân bằng mực nước. Thì cái này theo anh nhớ không lầm thì nó vẫn nằm trong giáo trình học của tụi em. Rồi, tiếp slide nữa. Thì cái bên tụi anh có phát triển một cái bài mà test cho máy in, và cũng là để mình cân bằng giữa chế bản và in. Thì tụi em thấy ở phía bên dưới á, nó có những cái thang TVI 10 và cái thanh G7. Thì những cái này anh bỏ mỗi cái thanh như vậy, mỗi cặp như vậy thì nó sẽ nằm lọt trong một cái in zone. Thì in zone nó là cái độ dài của một cái khóa mực. Ví dụ như máy in của mình nó hiện giờ là 102 cm.
thì cái máy GL540 của mình có 30 phím mực, thì mỗi phím mực thì nó sẽ điều khiển khoảng 34 mm, và còn tùy theo theo cái máy thì nó sẽ có cái độ dài khác nhau. Máy ở trên trường thì nó khoảng 29 mm, còn máy này là 34 cm. Cái này có trong câu hỏi nha. Thì khi mà mình điều chỉnh cái phím mực nó cân bằng với nhau hết thì cái những cái in zone như vậy nó sẽ giống nhau, và cuối cùng cái tờ in của mình sẽ đạt cân bằng xám và nó đạt luôn cái đường cong TDI. Còn nếu nó có sai ở đâu đó thì mình phải kiểm tra lại, một là máy, hai là chế bản. Còn những cái chạc màu nằm phía trên là để mình tạo về ICC. Đây là một cái video clip nói về cái cách đo của cái thang TVI 10. Thì cái này nó đã nằm sẵn ở trong cái máy Betruden rồi, mình chỉ cần lựa chọn sao cho nó hợp lý. Mình sẽ bấm vô cái function của nó là nó có rất là nhiều cái thang đo, và mình cứ chọn đúng cái thang của mình. Và quan trọng là mình phải chọn đúng cái loại giấy của mình đang in ha. Hiện giờ là nó có phân ra 5 cái ISO theo 5 và ISO theo cái backing, white backing hoặc là black backing. Rồi mình cứ nắm, mình kéo, mình đo. Và nó sẽ hiện ra kết quả như vậy. Mình một là trên máy, hai là mình xuất ra file PDF kết nối với phần mềm BetroConnect và nó sẽ đo ra cho mình. Đó, ở đây thì mình thấy cái đường cơ nó chưa có đẹp lắm. Nó vẫn có những điểm nó lọt ra ngoài. Thì khi đó mình nhìn trên cái thang màu của mình thấy nó sẽ không có xám, không có đẹp. Ở đây cái màu đen của mình nó hơi bị vượt. Rồi, còn cái này á, là hồi nãy cái test sheet của mình á, mình có những cái thang màu nó nằm ở đuôi giấy ha, là ở đầu nhíp, ở giữa và ở phía đuôi và phía xa cái đầu nhíp đó. Thì khi mà mình đo density cho từng in zone một và mình sẽ ghi lại cái số liệu, thì mình nhìn thấy cái là tất cả cái in zone này nó chưa đều, đặc biệt là những cái mép ở ngoài rìa nó dao động rất là nhiều, và cái đầu nhíp nó sẽ lọt hơn ở cái đuôi giấy. Tại vì khi mà in bằng in offset á, thì cái nguyên tắc của bên in offset là người ta sẽ chà cái lô nước vô trước, vô nhíp trước, thì lúc nào cái lượng nước ở cái nhíp nó cũng nhiều hơn, và nó sẽ làm giảm cái lượng mực của mình xuống, và nó gây ra cái tình trạng dao động như vậy. Thì cái này mình sẽ điều chỉnh từng in zone một sao cho những cái đường này mà nó bằng với nhau, nó thẳng thì là máy rất là tốt. Còn nếu mà nó xiên vẹo, nó lên hoặc nó xuống thì mình phải kiểm tra lại dàn cơ khí, kiểm tra lại cách canh nhíp, lót ống, hoặc là nặng nhất là nó bị xiên máy là mình phải đo cân đi go lại. Thì những cái bài này dùng để test máy của mình còn tốt hay không, nhờ vào phương pháp đo density. Và tụi em phải chú ý là density theo chuẩn nào nha, ISO Y hoặc ISO T, nó sẽ khác nhau chút xíu về cái màu vàng. Có ai có câu hỏi gì mà có phần chat gì không? Ok, thì có một câu hỏi là sao mình có thể mình điều khiển, mình chỉnh cái máy in bằng tay được, mình không cần can thiệp nhiều. Thì như hồi nãy là giờ là ông Walter bạn Tân cũng đã nói về cái tầm quan trọng của chế bản của mình. Phải vô mình phải kiểm tra trước cái file của mình đúng hay sai đã, bằng nhiều phần mềm như Calas, Toolbox, BF Toolbox, Bitstop, thì phải cho nó kiểm tra màu sắc,
chấp pin, lit, overprint, đen bốn màu, tất cả nó sẽ có trong option để mình kiểm tra hết. Và đặc biệt là color management, thì nó có một số công cụ nó sẽ tắt luôn cái color management hoặc là nó convert theo cái tiêu chuẩn của mình như Foreground 51, 52, 39, 27. Thì cái này mấy bạn phải tìm hiểu thêm. Sau khi mà mình kiểm tra xong thì mình sẽ bình thường là tất cả các nhà in sẽ in xuất kẽm theo dạng linear. Linear có nghĩa là 40x40, 80x80. Nó là một cái đường xéo 45 độ. Và khi mà mình in lên thì có bài nó sẽ vô đạt, có bài nó sẽ không đạt. Ví dụ như mình in giấy QC theo chuẩn thì nó ok, nhưng mà mình chuyển qua giấy ivory chẳng hạn thì tự nhiên nó cái màu nó sẽ khác hoàn toàn. Cái đó là do cái TVI của mình đã thay đổi. Mình muốn cái màu giữa ivory và màu QC nó sẽ giống nhau thì mình phải điều chỉnh trong cái thằng RIP setting này. Ngoài ra thì cái máy hiện nó cũng rất là quan trọng. Cái máy hiện thí dụ như bên thợ chế bản mới vừa thay nước thì nồng độ nó rất là mạnh. Thì khi mà mình vẫn set với tốc độ cũ và cái nhiệt độ cũ thì có thể là nó sẽ bị bay chạm, tại vì cái nồng độ nó quá mạnh. Thì cái này người thợ phải kiểm soát, điều chỉnh. Kết quả cuối cùng phải ra được cái bảng hợp lý. Nếu mà sai thì mình phải đo lại và mình chỉnh lại, mình đo lại để ra được cái kẽm nó phù hợp với từng loại giấy, từng loại mực đó nha, mực mà mình thay đổi. Ví dụ mình đang in Sakata mà mình chuyển qua Sumitec thì nó có thể nó sẽ bị sai, mình phải combine nó lại. Còn về bên thợ in thì thật sự là trên thợ in người ta chỉ có can thiệp được cái density thôi, cái phím mực á, người ta có thể tăng lên hoặc giảm xuống để cho cái lượng mực nó xuống giấy nhiều hay không. Thì cái density này nó chỉ có chỉnh được chút xíu cái màu mực thôi, chứ nó không hoàn toàn thay đổi màu sắc được. Thì nếu mà cái màu đó mà không đúng rồi mà chỉnh hoài nó không được thì bắt buộc là đổi mực, đổi giấy, đổi kẽm. Và người kiểm soát chất lượng sẽ nắm được cái việc này sau khi mà người ta đo đạt, người ta tính toán. Và một phần quan trọng nữa là fountain solution, là cái dung dịch nước máng. Thì cái dung dịch nước máng của mình mà mình không kiểm soát kỹ về độ pH, độ dẫn điện là conductivity và cái nhiệt độ, thậm chí là cồn, thì nó cũng ảnh hưởng tới chất lượng của mình. Cồn mà nó cao quá, thí dụ như nó vượt mười mấy phần trăm thì nước lúc đó nó rất là mềm, nó lên nhanh lắm, nó sẽ làm cho mình không có kiểm soát được sự cân bằng mực nước. Thì khi mà không kiểm soát như vậy thì người thợ in sẽ có xu hướng là tăng mực lên để bù lại nước. Sau khi tăng mực lên mà thấy vẫn chưa đạt thì người ta cứ tăng hoài, tới một lúc nào đó thì mực với nước nó lẫn với nhau và nó chạy ngược lại lên trên cái máng mực và nó gây ra hiện tượng nhũ tương. Hiện tượng nhũ tương là hòa lẫn giữa mực và nước và nước và mực nó không thể nào truyền xuống bản kẽm và không truyền xuống giấy được, chứ không phải là nhiều, chứ không phải là do mực không đạt. Có câu hỏi gì không mấy em ơi? Ok tiếp ha. Rồi anh qua cái phần mà điều khiển phím mực tự động, open loop hoặc là close loop. Ok, anh sẽ ngừng chút xíu để cho ông Walter có một số chia sẻ khác, rồi anh sẽ quay lại phần này sau.
Page 49. So let's come back. So unmute also. Yeah. So on the camera. Yeah, I have done what is doing, but he is not doing. I have, yeah, I know. Can you hear me? Okay. So, Ingsun workflow. This is what Vinatherm is marketing in Vietnam. Companies like Starprint or Nanha are using this kind of workflow. We are able to with a REST interface for Komori, Mitsubishi, Heidelberg, or also Manroland, or some other presses also in addition. And we can go inside the press direct, and we can adjust direct all ink keys fully automated. For this, we only need to measure the color bar, and with each measurement, the ink zones, the ink key opening is adjusted. Unit 12, Campus Life, page. It's a very comfortable system, very affordable. If you buy this from us, it is only less than 50% of the price than Heidelberg is charging for the same. And also, Manroland is charging much higher for things like that. It's more than 1,000 times sold in the world. So it's really rock solid and proven. So SIP 3 you have over here, that is direct from the RIP coming a bitmap going to software that's called DE plot and is doing the ink key presetting. We have the software EZ move that is moving the Tescon Spectro drive, that is moving also X-Rite systems. But of course, the Tescon has always a lower total cost of ownership. This is the most sophisticated what you can have for press refurbishing, and you save money because you are much faster in color, have much less paper waste. Good, that's enough for here. And now we come again to Tan. And he will show mini version of Open Loop, where we can control the density on press for one color
Rồi, tiếp tục phần Iteron, anh sẽ nói tiếp mà. Ok, chúng ta sẽ anh sẽ chia sẻ cái cách để mà kiểm soát TCC trong tên bằng chức năng là Iteron Mini trong thiết bị đo màu cho con Iteron. Vậy nghe nói là trong tin thì có thể kiểm soát được yếu tố nào trong tin? Thì thực tế trong người ta tin chỉ có thể kiểm soát được density, chứ chính là độ dày lớp mật bằng cách là thêm hoặc chỉnh những cái lớp mật thêm mà điều chỉnh độ mở của phiến mật, tăng hoặc giảm lượng mật, hoặc là điều chỉnh cân bằng nước cũng chính là tác động đến density. Tại sao là trong bên chúng ta phải kiểm soát density? Vì hai lý do rất là đơn giản, đó chính là thứ nhất là máy in offset là nó không ổn định, cho nên là cái giá trị density trong quá trình in nó cũng sẽ không bao giờ ổn định, cho nên chúng ta cứ phải điều chỉnh đo và điều chỉnh suốt. Và đó chính là và density chính là yếu tố mà có thể dễ dàng để điều chỉnh được bằng cách chỉ việc tăng hoặc giảm phím mực. Làm thế nào để có thể mà đo được density? Thì như nói thì chúng ta cần phải có được là một thang Kleber. Muốn đo được gì chúng ta cần phải có một thang Kleber, giống như trong kẽm thì chúng ta cần phải có một thang đo kẽm. Trong in thì chúng ta cũng cần có phải một thang Kleber. Và tất nhiên để đo được thì cũng không thể thiếu được thiết bị đo. Ở đây là chúng ta sẽ sử dụng chức năng là Espresso Mini 46 để đo density trong in. Cái Espresso Mini là một cái tính năng trong thiết bị đo Petrodan. Nó sẽ giúp đo và hiển thị giá trị density trên một cái thanh ba. Và tiếp theo là nó sẽ cho biết được cái vậy như cái hướng đi. Cái đường đi của cái Kleber trong xuyên suốt của cái máy. Unit 12. Một Campus công life. Cụ đơn giản để có thể Page 46. Track 17. Của máy Listening in one. Mình có tốt không? 1. Và đây là tên test page 46 bên công ty anh. Track thì 17. Sẽ chọn một cái thang màu để mà tiến hành đo. Thì có thể thấy là mỗi inzone nó sẽ có mỗi phím mực nó sẽ có được cái giá trị density của bốn màu cơ bản, và số một tờ in sẽ có 30 phím mực, và chúng ta cứ thế mà đo từ phím mực đầu tiên cho đến phím mực số 30, và chúng ta sẽ có được như hình đo suốt một màu, giống như ở đây phím mực đầu tiên đo màu vàng, phím mực thứ hai cũng vậy, thứ ba, thứ tư đến hết 30 phím mực, là chúng ta sẽ có được cái biểu đồ giống như bên dưới. Biểu đồ này hiển thị ở số 1,24 chính là giá trị trung bình của tổng tất cả các density. Ngoài ra cái Espresso Mini còn có một chức năng chính là tính so sánh với giá trị tham chiếu, giá trị tiêu chuẩn. Nếu mỗi tùy loại tùy mỗi loại mực, tùy mỗi loại vật liệu, chúng ta sẽ có một giá trị density khác nhau, target khác nhau, cho nên là chúng ta cần phải biết và setup giá trị density target để mà so sánh. Thì chức năng delta để chúng ta có thể so sánh giữa giá trị đo và giá trị tham chiếu. Listening one. One. Yeah, cách để mà xác định mà giá trị đo. Unit 12. Ở bên dưới campus life. Ở cái phần mà ISO 46 ABS. Track 17 này sẽ có được để thiết lập cái giá trị tham chiếu. Ở đây chúng ta thấy là density reference setup chính là để setup cái giá trị tham chiếu. Nó sẽ có ngâm giá trị tham chiếu sẵn. Và khi lựa chọn thì chúng ta có thể thay đổi ở đây là giá trị target của density, ở bên dưới chính là khoảng dung sai cho phép
Thì khi đã thiết lập xong và đo thì ở bên này thì trên ngoài màn hình đo nó sẽ hiển thị là 1,45 chính là cái giá trị target mà cái mà chúng ta đã thiết lập. Còn cộng trừ 0,06 chính là khoảng dung sai. Và khi đo là thiết bị sẽ tự động so sánh giữa giá trị mình đo và giá trị target, nó sẽ có được khoảng chênh lệch. Cái ở phần mà màu đỏ, phần màu đỏ chính là sẽ hiển thị là giá trị nằm ngoài dung sai hay là còn trong dung sai. Ngoài ra ở trên khi mà đo mỗi giá trị ở bên trên của cái bên cái ngoài cái giá trị đo thì nó sẽ có dấu ít hoặc là dấu tích xanh thì cho chúng ta biết chính là cái density đó đạt hay không đạt. Và để tổng kết cái lợi ích mà khi chúng ta đo được đo density trong quá trình in thì chúng ta có thể dễ dàng mà đạt được cái màu sắc hơn, hoặc mặc dù là không thể nào tuyệt đối nhưng mà cũng sẽ là tương đối thể hiện được cái đường đi của cái density trong quá trình in. Yeah. Why don't you find a table and I'll go get the food. Good idea. Hư tổn what do you want? Có thể dễ I'll dàng have a salad and an iced tea. Sắc. Và got ổn định màu sắc. Be right nên back. Nó sẽ giảm được cái khoảng mà two. Giấy chuẩn bị. Can I help you? Yes. I'm looking for this book on American art. Tìm ra được cái you'll find that on the fifth floor. Oh, can I take it out? Ví dụ chúng ta, yes, ví dụ just bring it back to the desk to check it out. Anh có chiếu. Thì nếu mà theo lý thuyết thì tất cả 30 Professor Green, nó sẽ I had an appointment. Một phím mật, ví dụ là sure, chúng ta you're right on time. Tổng hết 30 okay, phím là let's sẽ go over your essay. 20%. Nhưng first, mà did you have any questions about my comments on your paper? Là, cái giá trị density nó sẽ không bằng nhau, nó sẽ có chênh lệch, hoặc một là ghi lên hoặc ghi xuống chứ nó không có một đường thẳng. Điều đó sẽ giúp được chúng ta biết là thiết máy của chúng ta đang có tình trạng gì. Rồi khi mà ở trong sản xuất thì độ mẫu phím mực sẽ không bằng nhau, cho nên chúng ta chỉ có thể đo đo giá trị density để mà biết được là ở cái vùng đó mình có đủ mực hay không. Nếu mà giá trị đưa ra là một đường thẳng, giá trị density đưa ra một đường thẳng, tất nhiên là sẽ có chênh lệch là lên xuống khác nhau, nhưng mà cái giá trị còn trong khoảng dung sai chấp nhận được. Còn nếu mà cái giá trị mà nó đồ thị đi theo hướng tăng lên hoặc là giảm xuống thì chúng ta sẽ biết được là vùng nào đang dương mực và vùng nào thiếu mực, để từ đó mà điều chỉnh cho phù hợp với lại target mà chúng ta đã thiết lập. Rồi cái phần đã xong rồi ha. Có bạn nào có câu hỏi gì cứ ghi xuống dưới ha. Okay, sir. Okay. Then you go out. Yes. Then I go in. Very short. That was your expressing mini. So thank you, Tan. And then this is my last foil. Again, thank you, Tan. And then we come here to total cost of ownership. Total cost of operation. This is a piece of KPI, key performance indicator. So that means I add all the costs of operation, of owning one device for the full time I have it. That means from the buying price over service and contract with maintenance, spare parts, consumables, calibration and adjustment costs. Also the cost of training for operators. I can add over here.
qualification level that is influencing their salaries. I can put over here, I can put the time they spend and put an internal cost value for this time. The needed space for a machine, printing machine needs a lot of space, so also the space must be rented. And in the end of the lifetime of a machine, I can sell it out. This is then deducted, or I must even put it to waste. And maybe I must even pay for disposal. This is the total cost of ownership. And there you see very fast that the buying price is not so really this what is moving the cost. 10% or down, or even 20% up or down in buying price don't move the total. If you buy a Techcon spectroplate or spectrodense, the ISI certification is only needed all 2 years. All other manufacturers, you need it every year. Techcon devices are always very stable, long-term stable, and therefore not much cost for calibration and adjustment. Also, nearly no moving parts, so also these costs are very small. And for color measurement or plate measurement, you will not find any device in the market that is more innovative and more advanced. Not from X-Lite, not from Konica Minolta. Konica Minolta has its specialty in laboratories or in textile or also in repress. Techcon devices are for the press room, especially made for rough press room environment. And there is where they can play their role best. Much better than any X-ray device and much cheaper in the end. So this was my last words to you. Make your questions and have a good weekend. Thank you very much. Unit 12. Tụi em có để một số câu hỏi thì anh đã trả lời hết rồi. Ngoài ra tụi em có câu hỏi gì khác không ạ? Mình cũng nói hơi lâu rồi ha, từ lúc 3 giờ tới 5 giờ 40 rồi. Anh sẽ chia sẻ lại cái link lại lần nữa ha, tụi em download về nha. Nhật ơi. Yeah, em đây à. Em đây à. Không rồi, trình bày xong rồi Nhật ơi. Rồi, trình bày xong rồi Nhật ơi. Dạ rồi, mình có thể mình xong rồi đó anh. Kết thúc đây. Mọi người có thêm câu hỏi gì thì cứ hỏi thêm. Còn cái phần TVI và dot gen thì nó nằm ở trong cái slide, nó có hết á, trong cái đường link á.
Yeah. Ngoài ra mọi người còn hỏi gì? Mình sao kỳ ta sao chậm đi vậy? À, dạ có bạn hỏi, có một bạn hỏi đó anh đi. À, đo màu pha là sao hả em hả? Đo màu pha là đo giá trị LAB ấy à? À, thì cái máy em phân biệt rõ nè ha. Cái màu pha của mình đó là màu gọi là spot color. Thì mình đo bằng những cái chức năng đo màu, nó nằm ở trong máy Bethoden. Mình có thể đo với giá trị LAB hay là CH, tùy mình lựa chọn, và sure 100% là đo được. Và mình phải chọn đúng cái điều kiện đo, vì mỗi khi mà mình thay đổi về điều kiện đo, ví dụ như từ M1 qua M0 hoặc M3 thì cái màu đó tự nhiên nó sẽ ra giá trị khác nhau, và em phải xác định rõ là khách hàng đang muốn gì và em đo theo đúng cái điều kiện đó. Nó hơi chuyên sâu bên trong. Ok. Đánh giá độ bền bảng qua bề mặt và thông số khi chưa đưa lên máy in. Thì mình thật ra độ bền là bên anh không có thiết bị đánh giá, mình chỉ có theo thông số của hãng thôi. Ví dụ như những cái Fujifilm thì hoặc là những cái kẽm như thằng Bosica thì nó CTB 2 lớp thì nó có độ bền khoảng 50.000 bảng trở xuống, hoặc là mình mua loại tốt hơn thì nó có thể lên được 50-100.000. Còn nếu mà muốn còn bền nữa thì mình có thể nướng kẽm, có thể vượt qua 100.000 lượt. Cái này không đánh giá được, cái này chỉ theo thông số của hãng. Còn trên và coi cái độ cham nó có đạt hay không thì bên Vinatum có cái máy Tekkon Metroplex, thì có thể đo được là coi kẽm mình xuất đúng hay sai. Speed in our environment. Bạn nào còn có hỏi nữa mà? Anh sẽ đợi thêm khoảng một phút nữa, nếu mà không có thì mình có thể kết thúc ở đây, rồi mình sẽ trao đổi sau. Dạ. Alo. Nghe được rồi. Thì cuối buổi hôm nay thì chúng ta có một bài tập đó, một cái bài tập dành cho các bạn mà tích lũy cái điểm của môn liên kết doanh nghiệp ha. Rồi sau khi cái phần mà của bên Vinatum kết thúc thì chúng ta sẽ bắt đầu làm bài tập này nhé các bạn. Anh sẽ xem cái phần mà close loop lại lần nữa cho tụi em coi ha. Thì cái máy quét này là Bethoden, thì nó sẽ đo cái thang màu của mình, xong rồi nó sẽ điều khiển phím mực tự động. Cái này gọi là slow loop, còn nãy bạn Tân là open loop, rồi nó không có chỉnh mực tự động cho mình đó, nó sẽ chỉnh phím mực, nó tự chỉnh nha, nó chỉnh khi nào tới đạt được cái thông số mà mình mong muốn, ví dụ như 100%, nó vừa đo được density, vừa đo được delta E, đo được cái đường curve cho mình.
máy này mới quét có một hai lần thôi đó, những cái đường cơ như vậy đó. Rồi xong hả Nhật ha, tạm biệt các bạn. Nhật ơi. Rồi dạ, thay mặt khoa thì em dạ em đây dạ thay mặt khoa thì em xin gửi lời cảm ơn anh Lim, anh Tân như là Vistoron hôm nay đã chia sẻ rất là nhiều kiến thức. Một lần chắc là em xin cảm ơn anh. Còn một câu của bạn Kim Ngân thì tự nhiên bị thất giữa chừng nên anh không biết hỏi gì. Dạ em xin lỗi tại em đánh không kịp. Rồi xin mời bạn mở mic luôn nói luôn ha. Dạ là lúc mà em được học với giáo viên thì em được tiếp cận là rất nhiều tính chất cần được quản lý trong quá trình kiểm soát chất lượng. Nhưng mà giáo viên thì lúc nào cũng nói là tất cả những tính chất này cần có một cái tiêu chuẩn giống như ISO hoặc là tiêu chuẩn G7 để kiểm soát. Em thì em lại thắc mắc là trên thực tế trong quá trình kiểm soát thì mình có thể áp dụng tất cả những cái tiêu chuẩn đó không? Và bằng cách nào để áp dụng hết được? Tại vì việc áp dụng tất cả tiêu chuẩn trong thực tế em thấy nó hơi khó với Việt Nam mình. Thì mình có một cái workflow hoặc một cái gì đó để giảm thiểu sự phụ thuộc vào những tiêu chuẩn hoặc là áp dụng tiêu chuẩn một cách dễ dàng hơn không ạ? Thật ra những cái tiêu chuẩn ISO 4CRA hay là G7 á, thì nó sẽ giúp cho mình có cái bằng, và cái bằng đó mình đưa trên mạng hoặc là cho những cái tổ chức đó và những cái người mua hàng á, ở nước ngoài người ta sẽ thấy và người ta đánh giá được là mình quản lý được tiêu chuẩn, người ta sẽ đặt hàng với mình. Còn nếu không thì mình vẫn có thể xây dựng được là tiêu chuẩn nội bộ. Mình dựa trên những cái tiêu chuẩn đã có sẵn của ISO G7 thì mình lựa những cái nào mình cần thôi. Ví dụ như về density thì mình chỉ đo density nó tầm khoảng 1 trong màu đen đi, ví dụ như 1.8, 1.85 thì nó đạt. Còn và mình không đổi mực ha, mình vẫn cứ thế mà mình làm thì nó vẫn là cái tiêu chuẩn nội bộ của mình. Ví dụ như về dung dịch làm ẩm thì mình vẫn kiểm soát về độ pH, nhiệt độ và IPA, cồn pha trong đó. Mình phải dựa vào một số cái tiêu chuẩn có sẵn để mình làm theo. Còn cái nào mà khó quá, ví dụ như mà giờ kêu TVI mà nó phải nằm trong giới hạn như vậy, mà mình in hoài, mình đo hoài nó không được, thì có thể là bên nhà in của mình nó chỉ in gia công thôi, mình không cách nào can thiệp vô kẽm thì mình phải chịu, mình chỉ làm được tới đó thôi. Còn nếu mà bên mình mà có phòng chế bản riêng thì mình có thể điều chỉnh kẽm chút xíu được, nhưng mà mình phải bắt buộc có thêm máy đo để mình đạt tiêu chuẩn. Mình sẽ xây dựng theo của người ta nhưng mà mình cắt bớt đi, chứ mình không thể nào mà đi theo 100% theo tiêu chuẩn nước ngoài được. Được chưa? Dạ cảm ơn anh ạ. Nó sẽ có những bộ tiêu chuẩn, mình cứ lọc ra mình làm theo cái nào mà mình làm được thì mình cố gắng mình tạo nó thành một cái quy trình của mình, để từ từ mình nâng cấp lên. Còn mình mà đã không có cái gì để tham chiếu theo mà mình cứ làm theo quán tính thì cứ sai hoài, không bao giờ được tiêu chuẩn hết á. Rồi xong câu của bạn Ngân rồi, các bạn. Độ dung dịch làm mẫm thì nó sẽ có cái độ pH ha. Độ pH, độ dung điện. Ôi, từ từ. Ôi, điện thoại mày vẫn nói xong rồi. Độ pH, độ dẫn điện rồi mấy cái tiêu chuẩn mình đi theo. Còn việc cân bằng mực nước thì thật ra trên những cái máy in hiện đại thì nó có hệ thống để mình chỉnh, và thông thường là nó sẽ đi theo kinh nghiệm của người thợ nhiều hơn. Ví dụ nhiều người thợ người ta sẽ mở cái nước đó, nó khoảng tầm 20 tới 25, mực thì người ta sẽ mở từ 10 tới 20,
mà người ta chạy, người ta quen như vậy. Còn có những người có thích nước nó cao hơn chút, mực nó cao hơn chút, thì miễn sao mà nhìn vô những cái thang màu đó, mình thấy solid nó vẫn đạt, TVI nó vẫn đạt là nó cân bằng. Còn nếu một trong những cái yếu tố đó không đạt thì mình phải kiểm tra lại coi mình có bị dư nước hay không, mình có bị khô mực hay không. Nó sẽ nhìn vô những cái thang màu, mục đích của những cái thang màu của mình để mình kiểm soát việc đó. Tiêu chuẩn dung dịch làm mẫm thì pH nó khoảng tầm 4.8 đến 5.5. Nhiệt độ nó khoảng từ 10 tới 15. IPA thì tùy theo hãng ha. Như Stabilac D2010 thì nó khoảng tầm 5%. Còn H8000 thì nó khoảng đâu đó 0.5%. Độ dẫn điện, thì tốt nhất là nó từ 900 tới 1001, nó trên 1008 là nước nó đã dơ. Như cái nước lọc của mình á, nước tap water của mình nó khoảng tầm 500 tới 800. Thông thường trong những cái dung dịch làm mẫm thì nó đã có những cái TDS nó hướng dẫn cho mình với MSDS. Tiêu chuẩn ISO hả? Tiêu chuẩn ISO thì anh không nhớ lắm, để cái này để anh coi lại. Tiêu chuẩn ISO cho bên dung dịch làm mẫm thì anh chưa thấy, anh chỉ đọc theo những cái MSDS hoặc là TDS của bên những cái Fountain Solution đó thôi. Và mình dựa vào cái sườn lúc trước giờ mình học là pH nó khoảng tầm 4.8 đến 5.5. Còn câu nào nữa không mấy em ơi? Không là mình kết thúc ha. See you later. Bye bye. Ủa thời gian đâu rồi? Thời gian không có. Nhật ơi. Dạ em đây. Thời gian có tạm biệt không hay là mình tự ao luôn? À dạ. Thời gian chưa vào lại anh ơi. Hiện tại thời gian chưa vào lại. Dạ chờ chút hả? À dạ chắc là thầy thầy bận lớp dậy á. Dạ. Rồi ok, vậy thôi tạm biệt. Bye. Dạ rồi. Em cảm ơn anh ạ. Thank you Mr. Ron. Và anh Lim, và anh Tân. À dạ rồi các bạn. À, bây giờ mình sẽ gửi cái link của bài tập lên trên khung chat của chúng ta. À, thì các bạn sẽ thực hiện bài tập này ha. Bởi vì thực hiện bài tập này trong vòng khoảng 30 phút. Có các yêu cầu trong của bài tập thì mình đã ghi rõ trong cái link này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gửi lên khung chat cho các bạn. Nhật anh Nhật. Tiếng chứ không mình. Nice weekend to everybody. Bye bye. Yeah. Bye bye. Dạ, ý em là có mấy bạn còn chuẩn bị đi học tiếng Anh nữa nè. À. Nên mình dời cái bài tập lại khoảng tầm okay. 8:30 đến giờ. Bài tập này mình sẽ mở link cho tới 9 giờ ha. 9:30 sao anh Văn ơi. Ok, vậy thì mình mở cho hết đêm nay. Anh ơi là cái bài tập này chỉ dành cho K19 thôi đúng không anh? Cho K18, K19 và những cái lớp sẽ tham gia buổi này và tính điểm tích lũy doanh nghiệp. K17 sao anh? K17 hả? K17 hình như ra trường rồi đúng không? Rồi, bạn nói chơi thôi, bài tập này các bạn bạn nào mà khó nhã hứng là thì mình cứ làm ha. Đây là những cái bài mà bên chỗ công ty Vinatum đã rất là tâm huyết để mà soạn lên. Rồi mình gửi link trên, mình có gửi link ở trên khung chat rồi ạ. Mình có gửi link trên khung chat. Các bạn thấy không ạ? Rồi, có nhé. Rồi có lấy điểm không? Có.
sẽ có đánh giá điểm trong đó luôn nhé. Rồi, các bạn vào link, các bạn vào vào link đi ạ, các bạn vào vào link đi ạ. Làm xong có cần chụp hình lại không? Thì mình nghĩ là không nha các bạn, không, bởi vì là trên này nó sẽ lưu lại danh sách của bạn và điểm của bạn luôn nha, làm một lần, chính xác là một lần. Rồi, bạn nào mà hiện tại bây giờ cần đi học gấp và nếu mà tối cần làm lại thì có thể là mình bấm vào cái form này và mình lưu lại nhé, mình lưu đường link lại để tối chúng ta làm lại, được không nào? Mở hết ngày hôm nay luôn hả anh? Mở tới hết ngày hôm nay, được không nào? Dạ, em cảm ơn anh. Bài này chúng ta làm một lần nhé. Rồi, còn bạn nào có thắc mắc gì không nhỉ? Bạn nào chưa vào được link không? Dạ anh ơi, cái này có ấn danh không anh? Sao Hoài ơi? Alo Hoài. Hình như bạn Hoài mới hỏi thì phải. Dạ cái này có điểm danh không vậy anh? Khi mà em làm bấm vào làm bài tập á, thì trên này nó lưu lại danh sách điểm danh của em luôn nhé. Dạ em cảm ơn. Rồi, đây cũng là một bài tập và thông qua bài tập này là sử dụng cái link này để điểm danh nha các bạn. Vừa điểm danh, vừa chấm điểm, vừa lưu lại kết quả của các bạn luôn nha. Dạ anh ơi, cho em hỏi chút. Rồi, xin mời bạn Ánh Hồng nào. Dạ, cái bài này là mình làm thời gian trong lúc mình làm bài là có gia hạn kiểu như là 30 câu, 30 phút hay là mình được làm lâu hơn à? Chính xác khoảng 30 phút. Dạ, dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, còn bạn nào có thắc mắc gì không nhỉ? Anh ơi, em xong email được không anh? Rồi, bạn nào nếu mà xong rồi thì chúng ta nghỉ ha, chúng ta nghỉ. Dạ, chào rồi. Anh. Đúng rồi, full trắc nghiệm. Trắc nghiệm và yes no question thôi. Bye bye anh. Rồi, bye bye Hào. Dạ chào anh ạ. Rồi, bye bye các bạn nha.